chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Từ đồng minh thành kẻ thù, người của Võ Văn Thưởng và Tô Lâm đấu súng ác liệt trên đường phố Hà Nội. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin nóng như sau. Cây cú sân sau, đàn em của mình là tập đoàn Tân Thịnh Phát bị Tô Lâm sờ gáy. Võ Văn Thưởng trả đũa bằng một cuộc đọ súng trên đường phố Hà Nội giữa bộ hạ của mình với phe của Tô Lâm, làm hơn 10 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Vì sao Tân Thịnh Phát lại bị triệt hạ vào thời điểm nhạy cảm này? Và sau đây là những nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, cuộc chiến trốn cung đình giữa các phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản với nhau dường như chưa bao giờ có hồi kết. Từ trước tới nay, Võ Văn Thưởng và Tô Lâm được cho là cùng đứng trong liên minh với Nguyễn Phú Trọng. Nhưng từ khi Võ Văn Thưởng có cuộc gặp với các cử tri ở Đà Nẵng, ông ta đã không ngại phê phán tình trạng tham nhũng tại Bộ Công an, thậm chí đem hình ảnh Tô Lâm ăn bò giáp vàng tại Anh để làm bằng chứng điển hình, khiến Tô Lâm vô cùng tức giận. Vì cho rằng Võ Văn Thưởng vuốt mặt không nể mũi, tưởng rằng mình có cây cổ thụ là Nguyễn Phú Trọng che chở, nên Võ Văn Thưởng đã có những hành động ỷ lại, tự tung tự tác. Hơn nữa vì xuất thân từ miền Nam, nên Võ Văn Thưởng có vẻ biết quá ít về các mối quan hệ của phe cánh miền Bắc, đặc biệt là thế lực của Tô Lâm. Không lâu sau từ những phát biểu sơ suất của Võ Văn Thưởng, Tô Lâm đã ra tay hành động trả đũa. Nạn nhân lần này chính là sân sau của Võ Văn Thưởng, tập đoàn tài phiệt Tân Thịnh Phát, vốn từ trước tới nay nằm dưới sự bảo kê của Võ Văn Thưởng. Lần này Tô Lâm ra tay rất nhanh gọn và qua mặt cả giám đốc công an tỉnh Bình Dương khi cuộc đột kích khám xét bắt giữ các nhân vật hàng đầu trong tập đoàn trên chỉ được báo với phía Bình Dương sau khi đã diễn ra. Và như là hệ quả tất yếu sau đó, khi Võ Văn Thưởng không cam tâm bị nhục khi chứng kiến đàn em của mình bị bức hại, một cuộc trả đũa bằng súng đã xảy ra. Theo các thông tin ban đầu chúng tôi có được, vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 16 tháng 4, một nhóm đối tượng lạ khoảng 15 thanh niên mang theo vũ khí tìm đến nhà người thân của Tô Lâm nhằm giải quyết ân oán cá nhân. Tuy nhiên khi phát hiện thấy hiện tượng lạ thì các nhân viên an ninh người của Tô Lâm được huy động để đối phó. Xác định đây là nhóm đối tượng nguy hiểm, cả gan tấn công lại lực lượng công an đang làm nhiệm vụ nên tổ trinh sát quyết định bắn hàng loạt phát súng chỉ thiên để trấn áp. Một cuộc đọ súng ác liệt đã diễn ra sau đó. Trong quá trình này, tổ trinh sát phe Tô Lâm đang bao vây căn nhà đối phó với hai kẻ có súng cố thủ bên trong thì bất ngờ một chiếc ô tô màu bạc loại 7 chỗ từ đâu lao thẳng đến. Bằng sự tinh nhạy của những trinh sát, các trinh sát đã né tránh được. Tuy nhiên, 7 xe gắn máy của nhóm trinh sát đã bị chiếc ô tô đâm vào hư hại. Chưa dừng lại ở đó, cửa ô tô mở tung. Một số đối tượng từ trên xe bước xuống, tiếp tục rút súng và nã đạn liên tục về phía các trinh sát nhằm giải cứu cho đồng bọn đang bị vây hãm bên trong nhà dân. Các trinh sát đã nổ súng đáp trả. Sau màn đấu súng chớp nhoáng, nhóm đối tượng rút lên xe ô tô và tháo chạy về đường Trường Sơn, quận Liên Chiểu, Hà Nội. Lập tức hai trong số các trinh sát tại hiện trường đã dùng xe gắn máy truy đuổi theo sau. Một cuộc đọ súng kinh hoàng lại xảy ra trên đường khi các đối tượng đi ô tô vẫn ngoài người qua cửa xe nã đạn về phía trinh sát, nhưng cũng may mắn là các trinh sát này không ai bị trúng đạn. Đến khu vực thuộc quận Cầu Giấy thì chiếc xe ô tô 7 chỗ đã biến mất trong màn đêm. Trong khi đó tại hiện trường, các trinh sát còn lại đã khuất phục được 4 đối tượng, thu giữ nhiều súng như AK, súng trường tấn công. Được biết đã có gần 20 người thiệt mạng và bị thương cho cả hai bên. Công an đang tiến hành điều tra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này và truy bắt những đối tượng có liên quan. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thông tin liên quan về Tân Hiệp Phát với tham vọng 3 tỷ USD và những tai tiếng kim tiền. Tập đoàn Tân Hiệp Phát của gia đình ông Trần Quý Thanh là một doanh nghiệp tư nhân thuộc hàng lớn nhất Việt Nam, giàu có bậc nhất nhưng cũng đầy tai tiếng. Next Boom tiếp theo trong khu vực. Năm 2019, đại gia Việt Nam được xem là siêu giàu, có thể chỉ đứng thứ hai trong top tỷ phú giàu nhất Việt Nam, đã lộ kế hoạch tìm kiếm 3 tỷ USD cho tham vọng chinh phục vị trí số 1 Đông Nam Á trong lĩnh vực đồ uống. Ông lớn Việt này từng từ chối thương vụ 2,5 tỷ USD. Theo Bloomberg, ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát, Trần Quý Thanh lúc ấy cho biết
Ông đang tìm kiếm một đối tác chiến lược để có thể đầu tư 3 tỷ USD giúp Tân Hiệp Phát trở thành một Red Bull tiếp theo trong khu vực. Đối tác mới bên cạnh việc phải chịu chi còn cần có bí quyết trong ngành hoặc hệ thống phân phối, chứ không chỉ là một nhà đầu tư cổ phần. Khi đó, Tân Hiệp Phát kỳ vọng sẽ tăng doanh thu gấp đôi lên 1 tỷ USD trong vòng 5 năm tới và giá trị của doanh nghiệp có thể đạt 5 tỷ USD. Kế hoạch mới của Tân Hiệp Phát diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đã rót 500 triệu USD cho 3 nhà máy và dự kiến sẽ đầu tư thêm 500 triệu USD nữa cho giai đoạn tiếp theo. Trước đó, theo Forbes vào năm 2012, Tân Hiệp Phát đã từ chối đề nghị hợp tác với giá trị đầu tư lên đến 2,5 tỷ USD từ Coca-Cola của Mỹ, với lý do là hai bên có tầm nhìn khác nhau. Nếu chấp nhận thương vụ M&A lịch sử đó, ông Trần Quý Thanh có lẽ đã lọt danh sách những người giàu nhất hành tinh của Forbes từ trước cả tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng. Với sự xuất hiện trong Forbes Book từ năm 2018, ông Trần Quý Thanh được xem là gương mặt người Việt nữa sẽ nhanh chóng lọt danh sách tỷ phú USD. Tân Hiệp Phát sau đó nổi lên với gương mặt ái nữ của ông Thanh là Trần Uyên Phương. Tuy nhiên, ái nữ nhà đại gia số 1 ngành nước giải khát Việt Nam thua đầu trong thương vụ đầu tư vào một doanh nghiệp từng được kỳ vọng là kỳ lân của ngành truyền thông, quyết định rút dần khỏi Yawan gây ra thua lỗ lớn. Vào cuối năm 2021, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Uyên Phương liên tục bán ra cổ phiếu IEG của công ty cổ phần tập đoàn Yawan do ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống làm chủ tịch. Mức giá không được công bố, nhưng trong khoảng thời gian đó, cổ phiếu IEG dao động quanh mức 15.000 đến 16.000 đồng trên một cổ phiếu. Nếu giao dịch ở mức giá này, ái nữ nhà Tân Hiệp Phát thua lỗ lớn, bởi trước đó bà Phương cần phải chi 50.000 đồng trên một cổ phần để trở thành cổ đông lớn của Yawan. Cổ phiếu Yawan giảm mạnh kể từ khi lên sàn hồi giữa năm 2018 với mức giá 300.000 đồng trên một cổ phiếu, tương đương vốn hóa của doanh nghiệp trên 9.000 tỷ đồng. Sau đó Yawan xuống chỉ còn 15.500 đồng trên một cổ phiếu, tương ứng với vốn hóa thị trường chỉ khoảng 500 tỷ đồng. Thuộc top tỷ USD, Tân Hiệp Phát mở rộng nhiều lĩnh vực. Cuốn sách có tên Competing with Grand, tạm dịch cạnh tranh với người khổng lồ, được Forbes Book xuất bản trong năm 2018, tiết lộ một tỷ phú Việt tầm cỡ thế giới chưa từng lọt vào một danh sách giàu có nào. Trong sách, ông Trần Quý Thanh từng từ chối khoản tiền 2,5 tỷ USD mà Coca-Cola đã đề nghị mua cổ phần chi phối từ 7 năm trước. Trong nhiều năm qua, tập đoàn của ông Trần Quý Thanh được cho là mở rộng sang mảng bất động sản, một dấu hiệu cho thấy đại gia này sắp bùng nổ. Tân Hiệp Phát lập công ty mua bán nợ vốn 100 tỷ đồng, có thể là nhằm săn quỹ đất trong giai đoạn đầu làm bất động sản. Tân Hiệp Phát được biết đến là một công ty gia đình nhưng có lợi nhuận rất lớn, có năm lợi nhuận công bố vượt qua cả các ông lớn nước ngoài như Pepsi và Coca-Cola. Tỷ suất lợi nhuận của Tân Hiệp Phát cũng rất cao. Sau nhiều năm cạnh tranh quyết liệt, thị trường nước giải khát đóng chai Việt Nam đã định hình rõ nét. Nhóm doanh nghiệp thống lĩnh gồm ba cái tên từ khối FDI là Century Pepsi, Coca-Cola, URC cùng hai doanh nghiệp nội là Tân Hiệp Phát và Masan. Tuy nhiên, Tân Hiệp Phát của ông Trần Quý Thanh cũng có rất nhiều tai tiếng sau vụ việc con người đầy tranh cãi. Doanh thu của Tân Hiệp Phát giai đoạn năm 2014 đến năm 2017 chững lại dù có thêm nhà máy mới Number One Hà Nam đi vào hoạt động. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này đã lấy lại đà tăng trưởng từ năm 2018 và duy trì trong năm 2019 khi có thêm nhà máy Number One Chulai mang về cho tập đoàn này gần 1.400 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh nước giải khát đem về một lượng tiền lớn cho nhà ông Thanh. Đây cũng có thể là lý do chính dẫn đến việc ông Trần Quý Thanh và những người liên quan có những khoản tiền gửi tiết kiệm lên đến gần 6.000 tỷ đồng trong vụ án liên quan đến Phạm Công Danh và Ngân hàng Xây dựng. Năm 2019, gia đình ông Thanh gây bất ngờ khi thành lập cùng lúc một loạt công ty bất động sản với tổng vốn điều lệ đăng ký lên đến cả chục nghìn tỷ. Gia đình doanh nhân này cũng được cho là đã âm thầm mua nhiều khu đất có vị trí đắc địa. Ngày 9 tháng 3 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty Kim Oanh Đồng Nai và công ty Thuận Lợi là bị hại. Đây là vụ án liên quan đến Trần Uyên Phương.
Trần Ngọc Bích, con gái ông Trần Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Thái Lan siết chặt an ninh ở miền Nam sau hàng loạt vụ tấn công. Nhà chức trách Thái Lan đã siết chặt an ninh ở các huyện Hat Yai và Sa Dao ở tỉnh Songkhla của nước này. Động thái siết chặt an ninh nói trên được triển khai sau khi xảy ra một loạt vụ đánh bom và xả súng dọc theo các tuyến đường sắt ở ba tỉnh biên giới phía nam của Thái Lan. Các vụ tấn công xảy ra gần như đồng thời vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 4, ngày cuối cùng trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, tại 6 địa điểm thuộc các tỉnh Jala, Bastani và Nagathiwat. Rất may là tất cả các vụ tấn công đều không gây ra thương vong. Ngoài vụ đánh bom vào một cây cầu đường sắt ở tỉnh Jala, mục tiêu của các vụ tấn công khác đều là các đồn cảnh sát hoặc nơi đóng quân của những lực lượng quân sự hoặc kiểm lâm dọc tuyến đường sắt. Do lo ngại bất ổn có thể ảnh hưởng tới các khu du lịch, các cơ quan an ninh ở tỉnh Songkhla lân cận đã phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, đặc biệt là tại các khu kinh tế và du lịch ở các huyện Sa Dao và Hat Yai. Trước đó, vào ngày 2 tháng 3, đại diện của chính phủ Thái Lan do tướng Prasat Kosawat dẫn đầu đã gặp các quan chức cấp cao của Bộ Tư lệnh Chiến dịch An ninh Nội địa ISOC vùng 4 để thảo luận biện pháp tăng cường an ninh và gìn giữ hòa bình tại các tỉnh cực Nam Thái Lan vẫn đang trong tình trạng bất ổn. Tướng Prasat cho biết, ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo người dân địa phương có thể sinh sống và kinh doanh an toàn, trong khi các lực lượng chức năng có thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Theo tướng Prasat, những vấn đề an ninh dai dẳng ở miền Nam đã khiến các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu hàng hóa, vũ khí và ma túy phát triển tràn lan. Việc tăng cường giám sát dọc khu vực biên giới sẽ giúp chặn các lối thoát của những phần tử ly khai muốn kích động bạo lực nhằm phá vỡ tiến trình hòa bình. Thái Lan mới đây cũng đã gia hạn sắc lệnh khẩn cấp thêm 3 tháng đối với các tỉnh biên giới Jala, Bastani và Nagathiwat, sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 19 tháng 6. Xung đột trong nhiều năm ở các tỉnh cực Nam Thái Lan đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng và hơn 13.000 người bị thương tính đến ngày 31 tháng 1 vừa qua. Nối lại vòng đàm phán hòa bình sau hơn một năm tạm dừng, chính phủ Thái Lan và phong trào ly khai mặt trận cách mạng dân tộc BRN ở miền Nam Thái Lan hôm ngày 22 tháng 2 vừa qua đã đạt nhất trí xây dựng kế hoạch hòa bình toàn diện chung GCPP hướng tới thiết lập hòa bình lâu dài toàn diện ở miền Nam Thái Lan. Trong một diễn biến liên quan, lực cản cho nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden, theo Bloomberg, Saudi Arabia đang thoát khỏi quỹ đạo của Mỹ với việc đặt mức sản xuất dầu theo thỏa thuận với Nga và nhờ Trung Quốc, chứ không phải Mỹ, làm trung gian giảm căng thẳng với Iran. Bloomberg ngày 15 tháng 4 đánh giá liên minh dầu mỏ giữa Nga và Saudi Arabia có thể tạo ra hàng loạt vấn đề cho nền kinh tế Mỹ cũng như cho chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của Tổng thống Joe Biden. Bài báo cho biết, quyết định cắt giảm sản lượng dầu của các nước OPEC cộng, trong đó có Moldova và Gijak, trong năm nay là lần thứ hai kể từ mùa hè năm ngoái, thời điểm ông Biden đến Saudi Arabia để thuyết phục vương quốc này tăng sản lượng. Bloomberg chỉ ra rằng trong thế giới liên minh địa chính trị đang thay đổi, Saudi Arabia đang thoát khỏi quỹ đạo của Washington. Gijak đặt mức sản xuất dầu theo thỏa thuận với Moldova. Trong khi đó, để giảm căng thẳng với Iran, nước này đã nhờ Trung Quốc làm trung gian bỏ qua Mỹ. Nói cách khác, ảnh hưởng của phương Tây đối với liên minh dầu mỏ đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Trả lời câu hỏi về lo ngại của Washington trước việc các nước OPEC cộng giảm sản lượng dầu lần thứ hai sau chuyến thăm của ông Biden tới Saudi Arabia, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Nhà Trắng đang tập trung vào việc kiềm chế giá năng lượng trong nước và đảm bảo an ninh năng lượng của Mỹ. Washington cho rằng việc cắt giảm sản lượng là không hợp lý do thị trường tiếp tục biến động, nhưng sẽ chờ xem hành động cuối cùng của OPEC cộng. Vào ngày 10 tháng 4, tại lễ hội Lăng Trứng Phục Sinh, truyền thống do Nhà Trắng tổ chức tại bãi cỏ phía Nam ở Washington DC, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chia sẻ với một phóng viên rằng ông đang lên kế hoạch tái tranh cử vào năm sau. Khi được A. Rocker, người dẫn chương trình Today của đài NBC hỏi liệu ông có ý định ở lại Nhà Trắng sau năm 2024 hay không, nhà lãnh đạo 81 tuổi đáp rằng tôi dự định tranh cử, nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng công bố. Trong một diễn biến tiếp theo, Nga phóng hơn 850 tên lửa vào Ukraine. Giới chức Kyiv tuyên bố
Kể từ khi tiến hành chiến dịch không kích vào Ukraine tháng 9 năm ngoái, Nga phóng tổng cộng hơn 850 tên lửa vào nước này. Người phát ngôn lực lượng không quân của Ukraine là ông Yuri Inat cho biết trên sóng truyền hình Yuri Nil rằng kể từ khi mở chiến dịch không kích vào lãnh thổ Ukraine vào ngày 11 tháng 9 năm 2022, Nga đã bắn tổng cộng hơn 850 tên lửa các loại vào Ukraine. Tên lửa Nga phóng vào Ukraine rất phong phú về chủng loại và phương tiện phóng, bao gồm cả tên lửa tầm xa và chính xác cao như Kalik, KH-101, KH-555, v.v. đến các loại tên lửa đạn đạo tầm gần như Iskander, thậm chí là còn có cả tên lửa phòng không như S-300 để tấn công các mục tiêu mặt đất. Hãng tin Ukrinform dẫn lời ông Yuri Inat cho biết, Moscow đã sử dụng hầu hết kho dự trữ tên lửa chiến lược để đánh vào các mục tiêu quân sự trọng yếu và các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Nga vẫn có một kho dự trữ nhỏ tên lửa và sẽ cố gắng tích lũy chúng bằng cách lắp đặt thêm các dây chuyền sản xuất cả tên lửa đời cũ và thế hệ mới để gia tăng số lượng. Theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, vào tháng 6 tới, Nga có kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình chiến lược phóng từ trên không X-50, KH-50 để tăng cường số lượng tên lửa trong kho chuẩn bị cho cuộc tấn công Ukraine một lần nữa vào mùa thu năm nay.